Ôi cô ơi, cô có nhiều trà sữa đấy, thế có một cốc được không? Ừ, vớ vẩn. Trà sữa tao bị bán thì ai lại cho mày? Thế bao nhiêu tiền một cốc hả cô? 5 xoài. Thế 2 cốc? 2 cốc thì 100, không biết tính à? Ừ. Ê ơi, đắt thế, cháu chả mua đâu. Đắt thế này thì chó nó mua. Đây này, này, từ từ. Đây đã. Đấy, biết ngay là đừng giảm giá mà. Thế bao nhiêu hả cô? Một cốc là một lốt, một cốc còn lại cô cho free luôn. Cái gì? Thế thì chót luôn. Như thế thì đâu có phải nhanh không? Cho cháu 4 cốc. Ui, đấy, con bé này thông minh thật sự. Ui, cháu bé cô nhá. Đi cẩn thận nhá. Lần sau nhớ ủng hộ cô nhá. Ôi, đứa nào như này tốt quá nhỉ.